Hôm nay là chúc sức khỏe nhau, tôi không có cái gì hết. Rồi mời tất cả các ông ta nâng ly nhỉ. Các ông ơi, đứng dậy nhỉ. Giao ơi, đứng dậy đi, Giao ơi. Đứng dậy đi. Hôm nay là chi hội 6, em ấy có nước ngọt không? Cho em một non nghe. Đây. Hôm nay là mời hết ban thường trực với ban thường vụ huyện nữa mà hôm nay không, các ông không có mặt đây này. Đây. Đấy ăn đi. Có Coca từ ánh đang lấy. Món sơ dừa kia bên kia đây đấy, đấy, đấy. Thức ăn ngồi đi, dọn dùng đi, dùng đi. Ôi trời ơi, Hồng, anh Hồng đánh góc cho ông Hồng bên đây đấy, chủ nhà này đây vậy. Đây. Mời cả cánh ông Lam, ông Hiệu mà chắc là đi Triệu Sơn rồi. Đi Triệu Sơn. Không ở đúng 30 bao nhiêu lên. Quý ơi, để biết. Ok, cầm mấy cốc lên kìa, có khách mà đi. Quý ơi, lấy non lạnh ở dưới ấy. Nước lạnh. Đi luôn à? Không, ông này phải đi tiếp khách kia.